trang bị những kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho bà con nhân dân ở vùng nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng, giúp giảm thiểu những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra ở địa bàn xa xôi, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay. Vừa qua, Công an xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an huyện Hòa Vang tổ chức trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân địa phương, để ai cũng có thể hiểu và thao tác khi có cháy xảy ra. Mặc dù khá bận rộn với công việc đồng áng, nhưng ông Lê Văn Minh, trú thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, vẫn tranh thủ thời gian đến Ủy ban Nhân dân xã để nghe cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an huyện hướng dẫn về cách xử lý một đám cháy tại hộ gia đình hay ở khu vực rừng núi. Bằng những kiến thức đơn giản, gần gũi, người nông dân ở Hòa Ninh và lực lượng an ninh cơ sở cảm thấy hào hứng và gần gũi với những phương cách phòng chống cháy, với những phương cách phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Hiện tại trong người dân hiện nay là chúng ta đã xây nhà cao tầng này, rồi những lối thoát hiểm cần phải có cái sự chuẩn bị trước để sau này khi mà cháy thì chúng ta là có một cái cách hướng giải quyết nhanh gọn hơn. Bên cạnh đó, với phương án diễn tập xử lý tình huống cháy tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân xã, nơi thường xuyên tập trung đông người dân đến giải quyết thủ tục hành chính, đã mang đến cái nhìn trực quan, sinh động cho bà con nhân dân cũng như các cán bộ nhân viên của Ủy ban xã khi được trực tiếp tham gia xử lý đám cháy. Việc rèn luyện kỹ năng cũng như tâm lý bình tĩnh khi đối diện với sự cố cháy nổ là điều rất quan trọng. Tổ chức được cái buổi diễn tập như vậy thì để rất lợi, rất hữu ích cho cái địa bàn của Hòa Ninh. Địa bàn Hòa Ninh là cái địa bàn rừng núi nhiều, trả ra cái nguy cơ cháy là rất cao. Để mỗi người dân là một thành viên để phòng ngừa và chữa cháy. Mà cháy nổ xảy ra nó thiệt hại cả tài sản và tính mạng, cho nên là muốn nâng cao cái ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn xã. Thứ hai là mình kiểm tra lại lực lượng, những cái phương tiện lực lượng tại chỗ của mình, mình các cái để duy trì được thường xuyên khi mà mình có sự cố xảy ra là mình có thể chủ động và kịp thời. Dịp này, 10 bình chữa cháy xách tay cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trao tặng cho Ban Nhân dân các thôn và lực lượng dân phòng xã để hỗ trợ người dân hiệu quả khi có vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Chính việc trang bị, thực tập các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn như thế này đã và đang củng cố hơn cho phương châm 4 tại chỗ, nâng cao khả năng xử lý sự cố cháy nổ ban đầu, giúp người dân ý thức hơn trong phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu những hậu quả xấu có thể xảy ra trong mùa nắng nóng.